Mình phải thanh toán Phượng Hoàng trước khi bọn ta giao dịch với tên. Chỉ có một con đường quyết mạnh, chúng ta sẽ mai phục ở đó. Ngày mai không cần đông người theo để tránh gây sự chú ý cho cảnh sát với lại các bạn nặng khác. Lần này đi, Phương Hoàng sẽ dẫn rất ít đàn em như thế. Tại vì bà ta sợ là các băng đảng cạnh tranh theo dõi. Tài nữa, mày với mấy anh em á, đi theo sau xe chị. Cần gì thì hỗ trợ cho chị. Còn thằng Tài nữa, nó sẽ đi theo bà Phương Hoàng. Vì Phương Hoàng sợ nhất là đánh lén, hơn là đánh trực diện. Về lại cho tao.